Chào mọi người, mình là Bom House. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái box đựng tiền cho bé hình con heo nhé. Bạn chuẩn bị cho mình len cốt tông Việt Nam. Hôm nay mình sẽ móc sợi 2.4 mm. Mình sử dụng kim bình thường, đó là kim 1.9. Các bạn chuẩn bị kéo, kim khâu len, mắt thú để chúng ta trang trí sản phẩm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo 11 bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11. Móc vào chân số 10 một mũi tan. Móc tiếp vào chân tiếp theo 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Móc 3 mũi đơn vào chân đầu tiên. Móc 8 mũi đơn. 1. Các bạn kẹp cái sợi dây ở dưới để chúng ta giấu, không thì chúng ta cắt hẳn luôn nhé. Nè. 2 3 4 5 6 7 8. Móc vào chân đầu tiên một mũi đơn nữa. Kéo hàng bằng một mũi trượt. Móc một mũi tăng, hàng số 2 móc tăng 8 đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Móc 3 mũi tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 2 mũi tăng. Hàng số 3 móc 1 đơn 1 tăng. Tăng. Móc 8 mũi đơn. Hai, ba, bốn,
5 6 7 8 móc một đơn một tăng 3 lần. Đơn tăng. Đơn tăng. Đơn tăng. Móc 8 đơn. 2 3 4 5 6 7 8 móc một đơn một tăng 2 lần. Đơn tăng. Đơn tăng. Hàng số 4 móc 2 đơn một tăng. Tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 2 đơn một tăng 3 lần. Móc 8 mũi đơn. Móc 2 đơn một tăng 2 lần. Hàng số 5 móc 3 đơn một tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 3 đơn một tăng 3 lần. Móc 8 mũi đơn. Móc 3 đơn, 1 tăng 2 lần.
Hàng số 6 móc 4 đơn 1 tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 4 mũi đơn 1 tăng 3 lần. Móc 8 mũi đơn. Móc 4 đơn 1 tăng 2 lần. Móc hàng số 7, 5 mũi đơn, 1 mũi tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 5 mũi đơn, 1 mũi tăng 3 lần. Móc 8 mũi đơn. Móc 5 mũi đơn, 1 mũi tăng 2 lần.
sang số 8 chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. 1 tăng. Móc 8 mũi đơn. Móc 6 mũi đơn, 1 mũi tăng 3 lần. Móc 8 mũi đơn. Móc 6 mũi đơn, 1 mũi tăng 2 lần. Tăng. Móc 3 mũi đơn nữa. Móc 2 mũi đơn được rồi. Mũi cuối cùng chúng ta trượt. À sorry. Không được, móc 3 mũi đơn nhé. Chúng ta kéo dây nha, chúng ta để như thế này luôn. Đây, mình vừa hướng dẫn các bạn móc xong một mặt của cái bóp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp. Rồi các bạn, cái mũi tăng cuối cùng ở bên hông này, hai bên hông này nhá, hai bên hông này này, bên hông này, bên hông này, các bạn tìm mũi tăng. Thấy mũi tăng chưa? Rồi các bạn thấy cái mũi tăng này đó, mũi to to này là mũi tăng ở bên ngang này, chúng ta móc vào vào cái mũi trên cái mũi tăng đó, móc một cạnh ở bên kia thôi nhé. Chúng ta sẽ cố định móc vào chân đó một mũi đơn, vừa móc vừa đánh dấu. Vừa móc vừa kẹp cái sợi dây vừa rồi vào trong. Chúng ta sẽ móc 31 mũi toàn bộ bằng mũi đơn. 31 mũi nha. 2 rồi. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Chúng ta chơi dây ra luôn. Rồi, chúng ta sẽ móc hai mảnh giống như thế này. Đây. Đây mình móc sẵn rồi. Hai mảnh như thế này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ nối hai cái đế này lại với nhau. Phần này sẽ là phần miệng ở trên. Chúng ta sẽ nối hai cái đế này lại với nhau nhé. Chân tiếp theo thì chúng ta cứ móc hết thôi. Chân tiếp theo bây giờ chân này chúng ta sẽ móc cũng cạnh ở bên trong luôn. Chúng ta cố định lại. Móc hai bánh nữa. 1, 2. Ok. Bên kia. Cái mũi đầu tiên cũng như vậy luôn. Cái mũi tiếp theo á. Chúng ta sẽ kéo cái sợi dây bên đầu kia qua. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu móc này. Bây giờ cái cạnh tiếp theo này. Đó, chúng ta đưa kim vào như vậy và chúng ta móc lên hai vòng. Móc vào chân tiếp theo của bên kia thôi. Kéo hai dây một lần. Kéo hai dây một lần. Rồi kéo qua 3 giây luôn. Rồi tiếp tục như vậy. Chân tiếp theo chúng ta cũng xỏ kim qua mũi tiếp theo. Vòng 2 vòng. Móc vào chân tiếp theo. Kéo 2 giây. Kéo 2 giây. Kéo 3 giây. Hết ha. Rồi tiếp tục. Kéo, kéo hết qua luôn. Chân tiếp theo. Chân tiếp theo. Tiếp tục như vậy. Thank you.
chọn thì móc cũng khá là giống tay, tuy nhiên là nó hơi bị sót sợi, sợi nó không được xe, không được xe tròn. Hàng cuối cùng, mỗi cuối cùng. Đây, sau khi nối hai mặt lại với nhau thì chúng ta sẽ được cái đế như thế này. Các bạn có thể chọn một trong hai mặt để chúng ta trang trí tai heo và mũi heo nhé. Phần chỉ tờ tí nữa chúng ta sẽ giấu ở bên trong. Khi móc được hai mảnh như thế này rồi, chúng ta sẽ dùng dây kéo. Các bạn dùng keo hai mặt á, cắt làm đôi, chia làm hai bên như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dán vào. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta sẽ là dùng kim và không cố định lại. Các bạn dùng chỉ cùng màu nhé. Chúng ta sẽ cố định phần này lại chứ.
lay xuống hồi nãy chú bôi vào nó đâu ta bỏ đâu mất. Đổ gì nè? Có sữa không? Để ăn việc uống mà. Trong buồn có cái nè. Sau bên còn lại
Bây giờ mình sẽ trang trí cái này. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái tai cho nó. Chúng ta sẽ móc lại như thế này. Chúng ta trang trí cho heo nhé. Mình dùng len sẫm màu hơn. Mình dùng len có tông miêu. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Nối hai bằng một mũi trượt. Móc một đơn một tăng 3 lần. Kéo vòng tròn ma thuật lại, cắt chỉ thừa, hàng số 2, hàng số 3, móc 2 đơn 1 tăng 3 lần. Vòng số 3, vòng số 4 móc 3 đơn 1 tăng 3 lần. Hàng cuối cùng chúng ta chập đôi lại như vậy và chúng ta móc hai cánh như thế này, móc toàn bộ bằng mũi đơn nha. Rồi, chúng ta trừ dây để bây giờ chúng ta sẽ móc miệng, cũng dùng len sẫm màu như thế này luôn. Chúng ta sẽ tạo chain là 5 chain. 1 2 3 4 5. Móc vào chân số 4 một mũi tăng. Móc 2 đơn. Móc 3 mũi đơn vào một chân. Móc 2 đơn. Móc một đơn vào chân đầu tiên, nối hàng bằng một mũi trượt. Hàng số 2 chúng ta móc một tăng, móc hai đơn, móc ba mũi tăng,
móc hai mũi đơn, móc hai mũi tăng, ta sẽ kết hàng, móc toàn bộ mũi trượt vào cạnh sau như thế này, móc lỏng tay. Móc cho đến hết hàng. Sau đó chúng ta sẽ kéo hàng dây để chúng ta khâu luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trang trí. Dùng kim khâu len. Khâu vào chính giữa. Khâu cạnh dưới.
các bạn dùng móc chúng ta dán vào ha. Rồi và móc thêm một cái cục tròn như thế này để cho chúng ta vẽ dễ kéo nha. Mình vừa hướng dẫn các bạn móc xong một cái bóp dành cho bé, bóp đựng tiền ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình, nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.